Em xin chào toàn thể anh em đam mê bộ môn là bắn cá nhé. Hôm nay em xin giới thiệu đến mọi người một cái mẫu dây thun tròn bắn cá loại dạng như thế này ạ. Cái dạng này nó hơi đặc biệt một chút, thì em cũng mới nhập về. Ở phần này thì nó có ưu điểm là cái da này, cái phần ngoắc mũi tên. Đây là phần ngoắc mũi tên, nó được sử dụng bằng dây dù, dây dù bền hơn đấy ạ. Ok, mọi người xem kỹ nhé. Và cái ná này thì mình có thể ngoắc vào, phổ thông nhất là mình có thể bỏ vào ná sừng hươu hoặc là một số mẫu ná có lỗ ở phía trong đấy, để mình vòng, miễn sao để mình vòng cái này vào một bên của đầu chạc ạ. Ok, cái dây này thì bọn em bán với cái giá 20.000 một mũi dây như thế này ạ. Ngoài ra thì bọn em còn rất nhiều cái mẫu dây khác giá rẻ có đấy, từ 7.000 cho đến 10.000, 15.000, và bộ này là 20.000. Thì mọi người quan tâm có thể vào web của bọn em là nathun.com, mọi người viết chữ nathun.com, viết liền không dấu nhé. Ok, là nó sẽ ra web của bọn em ở đây ạ. Ở trong web của bọn em thì bọn em có bán tất cả các phụ kiện ná cao su, ná bắn cá. Mọi người có thể xem mẫu ở đây và bọn em có báo giá cụ thể cho mọi người. Đấy, mọi người vào xem ưng loại nào mọi người mua, rồi mọi người chỉ cần nhắn tin vào Zalo hoặc là Facebook của bọn em là Thế Giới Ná Thun, thì là bọn em sẽ check tin nhắn và gửi hàng cho mọi người nhé. Đương nhiên thì hàng của bọn em gửi đi thì mọi người sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, với điều kiện là mọi người đặt qua Facebook hoặc Zalo nhé. Một số anh em đặt ở trên Shopee hoặc Lazada thì ở trên đấy người ta có cái quy định hơi rườm rà, cho nên đối với những anh chị nào mà không am hiểu, không rành về mấy cái thứ đấy thì mọi người cứ liên hệ Zalo hoặc là Facebook đặt hàng cho nó tiện, vì ship cũng rất là rẻ, tầm từ 20 đến 25 ngàn trên một đơn thôi. Ok, chào mọi người ạ.